Hello, xin chào mọi người quay lại với Vua Hen. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video. Nói chung là mình sẽ ngồi phím chuyện trên ô tô. Thì ở đây thì các bạn sẽ đặt những cái câu hỏi, hoặc là mình sẽ coi những cái câu hỏi mà các bạn thường hay đặt ra về các dòng sản phẩm loa và tai nghe. Thì ở đây là mình chia sẻ thôi nha các bạn, góc độ là chia sẻ theo quan điểm cá nhân, và mình đánh giá dựa trên cái gu nhạc đánh giá của mình, một góp một cái phần nào đó để giúp các bạn hiểu rõ hơn về cái sản phẩm loa đó nha các bạn. Rồi, nó mắc hay nó rẻ, nó dở hay là nó tốt, hay hay không hay, thì đó là nhiều cái vấn đề khác nhau. Rồi ok, bây giờ let's go, vừa đi vừa nói chuyện nha cả nhà. Rồi ok, rồi bây giờ mình đang đi trên đường Quang Trung nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đặt những cái câu hỏi về âm thanh. Rồi mình có đặt câu hỏi nào về sản phẩm, về loa tai nghe thì bắt đầu nha các bạn. Ok, hỏi đi. Dạ, bình thường khi mà mình up những cái video về con, như cái dòng JBL bạc ti bóp, cụ thể như là con Ultimate nè, hay là con một là con 710, thì đa số các bạn đều nói là tại sao nó lại giá quá mắc đến như vậy, trong khi với lại tầm cái mức giá đó mình có thể mua dàn loa hoặc là những cái loa thùng ở Việt Nam, những cái loa kẹo kéo, loa di động nghe thậm chí còn hay hơn, hát karaoke cũng hay hơn. Điều này thì anh nghĩ như thế nào? Rồi, đầu tiên là mình sẽ chia theo cái quan điểm cá nhân của mình ở góc độ theo từng phần như sau. Đầu tiên á là về độ tiện lợi. Thì nếu mà xét về độ tiện lợi thì giữa con mặt tiêu bóc với là một cái dàn loa, thì bạn cũng thấy được là thứ nhất, cái dàn loa đã là dàn thì khi mà các bạn build thì các bạn phải có gì, amply, mixer, rất là nhiều thứ, dây nhỏ, cắm điện, blah blah blah. Thì cái đó là cái đầu tiên về cái sự tiện lợi của cái loa. Và cái thứ hai nữa là cái gì, các bạn muốn mà các bạn xách ra ngoài các bạn hát thì chắc chắn rồi, cái loa vàng không làm được, nhưng bạch tiêu bóp làm được. Mình sẽ chấp nhận ở cái mức độ nào đó, đã là tiện lợi và tiện dụng thì các bạn cũng biết rồi, cái sự tiện lợi tiện dụng sẽ đi đôi với là cắt giảm một cái phần nào đó về cái sự hay của nó. Ví dụ cơ bản như cái con nè Ultimate thì ngày xưa con nghe hát chắc chắn rồi như hạt. Còn bây giờ nó sẽ thêm một cái reverb xíu vô, chúng ta sẽ hát nó sẽ đỡ hơn, và sự hỗ trợ từ cái mic, ví dụ như là cái ba hoặc mình cái ca, thì nó sẽ làm cho cái loa chúng ta hát nó sẽ hay hơn một chút nữa. Thì ví dụ như đời sau nó sẽ hỗ trợ thêm mixer thì cái kiểu, thì cái đó mình có thể nâng cấp sâu cũng được các bạn ha. Thì theo mình thấy thì cái vấn đề mà cái độ tiện dụng hay là cái vàng cái đó là tùy vào gu của mỗi người ha. Cái đánh giá cái đó mình không thể nào mà mình so sánh được. Rồi cái tiếp theo là giữa lo kéo Trung Quốc với lại là lo bạch tiêu bóc, thì đã là lo kéo Trung Quốc và đã là bạch tiêu bóc thì ăn sâu vào trong máu của chúng ta. Đầu tiên là về cái gì, Trung Quốc ở Mỹ, thì nói thẳng ra những cái sản phẩm mà các bạn mua, ví dụ như bây giờ Apple thuộc sản xuất Trung Quốc, nhưng nó là các bạn hiểu là quy trình và cái quy cách của nó là của Apple, nó chỉ đặt các nhà máy ở Trung Quốc và nó gia công, nó lắp ráp ở Trung Quốc, nhưng nó cũng sẽ đóng gói, nó phải chắc chắn rồi, phải kiểm soát cái quy trình của nó, và sau đó sẽ đóng gói gửi sang Mỹ, sang tất cả các nước trên thế giới. Thì JBL nó cũng như thế, JBL là JBL gia công lắp ráp sản xuất luôn, chứ không phải là đặt của một cái nhà máy khác hoặc là như thế nào đó, bên thứ ba, thứ tư, năm gia công, nên là cái quy trình họ làm sẽ khắt khe và ok hơn đó. Rồi quay lại vấn đề là lo kéo với lại là lo JBL, thì tất nhiên lo kéo á Trung Quốc đã là từ rất lâu rồi, từ muôn thuở, từ nhỏ, từ xưa tới giờ rồi. To, rồi cái lại được cái gì? To, đó, nghe là cái đầu tiên là thấy to rồi đó. Cái thứ hai là cái gì? Giá nó rẻ và nó mềm, mà chúng ta phải được hát karaoke nữa. Mà nó hát ok nha, nó hát hay nha. Tại vì sao? Trung Quốc họ là gần láng giềng mình, nên là họ sẽ tân chỉnh, họ sẽ fix theo cái gu, cái chất mà chúng ta hát karaoke như thế nào, nó phù hợp. Còn tại sao JBL là hát dở, cái gì bạn kêu tại hát dở thì đúng rồi, JBL là kỹ sư, không phải là người Việt Nam thiết kế ra, không phải là do thiết kế ra ở chỉ bán ở Việt Nam để hát karaoke ở Việt Nam thôi, mà họ sản xuất ra để cho toàn thế giới, không phải là một riêng Việt Nam để mình hát karaoke, nên họ chỉ tân chỉnh ở một độ nào đó chung chung nhất có thể. Rồi chúng ta muốn mix, muốn thêm mắm thêm muối gì đó, chúng ta mua thêm mấy cái mic kia, chúng ta thêm mắm thêm muối thôi đó. Thì lại
cái loa kéo thật sự là có rất là nhiều cái, nhiều khách hỏi mình là so sánh như thế thì thật sự mình cũng nói các bạn mua nó đơn giản nôm na thôi. Các bạn đi mua xe Đức, xe Nhật với lại các bạn đi mua xe Trung Quốc thì các bạn thấy cái nào ok hơn? Mình chỉ nói đơn giản như vậy thôi, ăn sâu vào trong máu của mình từ đó tới giờ thì như vậy đó. Thì xe các bạn nhớ mua không? Về độ xa, ý là phóng xa ra, ví dụ như là về độ bền, chất lượng, gia công. À, sau này chúng ta quay đầu chúng ta bán, các bạn mua một cái loa kéo Trung Quốc cho các bạn bán coi như là bán cho cài, đúng không? Các bạn mua cái loa AB không biết thương hiệu, các bạn về các bạn nghe rồi xong các bạn bán. Mình nói những loa mà khách mà xài nhiều có thương hiệu mình không nói nha. Các bạn xài thời gian như ví dụ như 2 năm 3 năm các bạn bán thật sự là chả nào mua, nói thiệt. Các bạn mua 5 triệu đi, 10 triệu đi, còn bán ra ai mua? Bán 1 triệu 2 triệu người ta bán không mua. Còn loa ví dụ loa JBL đi, các bạn mua on the go, các bạn mua 6 triệu rưỡi, xin lỗi các bạn, 2 năm sau các bạn bán 2 triệu nha, mua như kiến, bán 1 triệu mua như kiến luôn, chứ không phải là kiểu là khó bán. Cái đó là cái vấn đề mình nói là sau này nữa. Rồi thì đó là nôm na và chia sẻ của mình là về cái loa kéo và cái loa vàng là như vậy. Còn về cái chất lượng hay á thì chắc chắn rồi, lo vàng sẽ hay hơn nhưng mà sẽ tốn nhiều chi phí, tốn nhiều tiền, tốn nhiều thời gian, cái gọi là kiến thức, trải nghiệm và kinh nghiệm, đúng không? Nếu xài lo vàng. Còn nếu mà các bạn xài lo bắt tay bắp thì các bạn chỉ cần là kiến thức thôi, à còn cái trải nghiệm thôi, còn kinh nghiệm thì bạn cũng không cần lắm. Kinh nghiệm ở đây á là sao, là vậy vậy sẽ bút thiết nó cơ bản. Các bạn nào mà đi lắp PC á, các bạn những bạn mà lắp PC các bạn sẽ biết là cần phải mua những linh kiện gì. Còn những bạn nào không biết lắp PC á, người mới toan hoàn toàn, các bạn biết lắp PC thì cần phải những cái gì hay không thì loa vàng cũng thế thôi đó. Nên là bây giờ đó, là họ là loa di động nó là như vậy, nó là tiện lợi xịn sò cơ bản vậy thôi. Có thể là nó sẽ không một perfect, nó có thể là ở mức medium, nó sẽ ở giữa thôi, à mức trung bình khá hoặc là khá tốt thôi, nó không cần là quá tuyệt vời nhưng nó vẫn đáp ứng được, vừa nghe nhạc vừa karaoke quẩy thế thôi. Cơ bản là mình thấy là như vậy là đáp ứng đủ rồi. Còn thắc mắc về cái hỏi câu hỏi gì thêm không, mình sẽ chia sẻ thêm về cái góc nhìn nó sẽ rộng hơn nha mọi người. Ok, thì có nhiều bạn nói là sắp tới mình có dự định mở thêm chi nhánh ở đâu không, bởi vì nhiều khi các bạn muốn qua trải nghiệm thử để test thử âm thanh rồi mua, thì cái chi nhánh hiện tại của mình nó đang ở quá là xa nên là các bạn không có tiện đến, thì không biết là anh có dự định sắp tới mở thêm ở đâu không? À, rồi cái vấn đề mở chi nhánh này luôn thì sẵn mình nói luôn, thì hồi trước là bên mình cũng có mở khá đó, Đà Lạt thử 1 năm, xong rồi Bình Dương, xong rồi ở Tân Bình thì cũng có, rồi sau này mình dẹp hết, mình sẽ dồn về Gò Vấp. Hồi trước là mình có mở Đà Lạt, Bình Dương, Tân Bình nhưng mà sau đó mình dẹp hết cũng nhiều lý do. Lý do thứ nhất là không có cái khả năng để mà quản lý nhân viên. Cái đầu tiên ha, mình không thể nào quán xiết hết, không có người làm. Và mô hình của bên mình thì nó thẳng ra là không phải là bự, không phải là to. Mô hình của mình là nó mới xíu à. Cái mô hình của mình nó chỉ gọi là hộ gia đình chơi thôi, âm thanh cá nhân thôi các bạn. Mình không phải là quá chuyên nghiệp nên là mình không có đủ khả năng để mình mở. Nhưng mà mình cũng đang cố gắng hàng ngày để mà có thể tiếp tục đang ấp ủ là sẽ mở theo cái tương lai, theo cái lịch trình. Có thể năm nay mình sẽ mở một là ở một cái quận nào đó trong trung tâm, như là Phú Nhuận hoặc là bên mà mình đang ngắm Phú Nhuận, Phan Xích Long nhiều hơn. Mình sẽ đang nghĩ bên đó nhiều hơn để mình mở ha. Hai á là sẽ đẩy lên trên Đà Lạt luôn, là mình sẽ đẩy một trong hai trong năm nay. Thì chắc chắn là mình sẽ phải mở trong năm nay luôn các bạn. Tại vì sao mình phải mở? Thứ nhất, các bạn cũng biết, cũng theo dõi mình là hiện tại mình đang có một tiệm bánh. Tiệm bánh bây giờ nó cũng gọi là đủ lông đủ cánh rồi. Đủ lông đủ cánh rồi thì mình cần phải bung nó ra để mình mở về thêm những chỗ khác. Thì mình sẽ kèm theo là cái tiệm lo luôn. Đó. Thì tiệm bánh của mình chuyên vào món ăn trứng muối và những bánh mút, bánh lạnh đồ các kiểu ha. Thì sao ta? Các bạn muốn mình mở chi nhánh ở đâu thì các bạn có thể comment phía bên dưới Đà Lạt hay là Phan Xích Long, Phú Nhuận. Đó, thì các bạn cứ comment nha. Đó. Tại vì mình cũng đang gọi là nó lưỡng lự lắm, mình đang lưỡng lự lắm. Thành phố á, một nơi
thì mình cũng có GoJack rồi. Còn ở xe á, thì ở Đà Lạt thì mình chưa có, Lâm Đồng khu vực này là chưa có. Mình đang suy nghĩ thôi, mình cũng đang đắn đo suy nghĩ là không biết mở chỗ nào. Thì nếu mà bây giờ mà mình mở á, thì chắc chắn rồi mình sẽ làm quy mô hơn, hình thức nó sẽ ok hơn ngày xưa. Hồi xưa đó là những cái bài học của mình trong cái việc mà mình mở. Nói chung là về mất mát cũng như là về thất bại thì nó thẳng, thất bại thì cũng trái thất bại. Không phải là dẹp vì không cái kia, nhưng mà dẹp thì không có người làm đó. Và không có thời gian để mà hiểu hết, để mà training các bạn lúc đó hồi xưa. Nhưng mà sau khi mà mình làm F&B về cái ngành mà tiệm bánh á, gần một năm rồi, từ tháng 5 tới bây giờ, thì mình rất học rất là nhiều thứ ở trong cái ngành này. Không có đi học nha, học rút kết thôi. Về cái việc mà tuyển nhân sự hay là nhân sự sao nó sẽ nhiều hơn ngày xưa đó. Các bạn đón chờ Đà Lạt hay Phú Nhuận rồi, ok vậy thôi. Thường mọi người sẽ có một cái câu hỏi chung là tại sao bên mình bán giá lúc này lúc kia, và giá thường là sẽ rẻ hơn so với thị trường khá là gọi là chút đỉnh, thì không biết là bên mình có phải là hàng chính hãng hay không. Rồi, về cái câu hỏi này thì cũng rất là nhiều bạn thắc mắc và hỏi. Thứ nhất là khi mà các bạn mua thì chắc chắn các bạn sẽ coi giá, các bạn thấy nhiều nơi bán giá cao mà bên mình bán giá rẻ, thì các bạn sẽ lo là bán hàng có chuẩn hay không, có đúng hay không, có đúng chính hãng hay không. Thì mình chia sẻ góc độ thế này, về hiện tại, ngày xưa Vuhen là chuyên là bán hàng cũ, second hand, mà mình không có bán hàng dựng, không bán hàng phát, không có bán mấy cái hàng tào lao. Từ đó tới giờ rồi. Nhưng 2 năm, 3 năm nay đổ lại đây thì mình bắt đầu là mình bán hàng mới nữa, brand new nữa, làm trực tiếp với hãng luôn. Tại vì thế này, có nhiều khách, một số khách hàng sẽ có thu lại, có nghĩa là khách muốn xài chán là thu đổi, tất cả nhà ở đâu cũng được, mình sẽ có thu đổi. Nếu mà mua hàng bên mình thì mình sẽ thu đổi, nó sẽ hỗ trợ tốt hơn. Rồi, một cái nữa là về cái vấn đề là bảo hành, bảo hiếp rồi các kiểu. Thì hiện tại á, tất cả các hàng của JBL, Hartmann, một số hàng cao cấp thì bên mình đang bán gọi là hiếu hàng mới, là bên mình bán hàng chính hãng, chính ngạch tại Việt Nam, bảo hành là 1 năm đến 3 năm tùy vào hãng, tùy vào cái chế độ của mỗi hãng ha. Thì có đầy đủ hết. Ví dụ JBL thì các bạn cũng biết quá rồi, chúng ta có thể check trên online, chúng ta có thể kiểm tra ở trên website hoặc là nhắn tin là nó sẽ đăng ký bảo hành luôn online, cái đó chả gì phải lo. Và deal á, tại sao deal tốt? Đã là đại lý, và đại lý cấp 1, đại lý cấp 1 của JBL với Hartmann rồi, thì tất nhiên rồi, cái giá và cái chương trình mình sẽ luôn luôn cập nhật mới nhất và tốt nhất cho cả nhà. Mình không phải đại lý cấp 2, mình không phải lấy hàng từ những cái đại lý lớn khác về, nên là cái giá nó sẽ control tốt hơn cho cả nhà. Control tốt hơn cho cả nhà. Nhiều khi á, mình bán có giá lúc này lúc kia là deal, mà đã là deal thì nó sẽ không cố định, còn sell up thì nó sẽ là khác. Còn đã là deal thì mình sẽ không có cố định ha. Ví dụ như ngày mai buồn deal Bucketbox Ultimate bán 30 triệu, bán lỗ, đó là lỗ, nhưng mình vẫn làm, tại vì năm mươi đó, bán ra cho khách để khách xài sử dụng. Còn về giá thì đúng rồi, có lúc thì hàng cũ mình lụm được giá tốt thì mình sẽ bán giá tốt, có lúc thì hàng mới họ deal combo gói giá tốt thì mình sẽ bán giá tốt. Còn ví dụ giá, ví dụ như bây giờ mình nói các bạn nghe, trước Tết đi, Onyx 7 họ giảm giá, họ deal, họ sell xuống còn có 3 triệu 7, 3 triệu 6 thôi, nhưng qua Tết hết hàng rồi. Rồi hãng họ lại về giá, họ đâu có còn sell up cho đại lý nữa đâu đó, nên là thì giá bắt buộc phải lên, đúng không? Mà giá lên thì các bạn đâu có mua đó, nên là cái đó cũng khó cho bên mình lắm. Nên nhiều bạn hỏi hết hàng, nhiều khi các bạn hỏi bên mình còn hàng con này con kia không, mình ngại mình không dám bán, mình không dám nhập luôn á. Tại vì bây giờ nó hết rồi, bây giờ nó không còn deal nữa, làm sao mà mình có được cái giá đó, rồi mình sẽ phải lên giá. Thì các bạn lại bảo là lúc sau bên này bán lúc này giá kia, lúc này giá nọ đó, thì đó là phụ thuộc vào cái chương trình từ hãng đưa ra nha các bạn. Rồi ok, giá thì muôn màu đúng không các bạn? Các bạn có thể dò giá, ví dụ như thấy bên đây rẻ, bên kia rẻ, rẻ chưa chắc gì có hàng, rẻ chưa chắc gì là chính hãng, sách tay cũng là chính hãng,
nhưng cái gọi là hàng sách tay chính hãng, và chính hãng là chính hãng của Việt Nam, tức là JBL đặt cửa hàng, đặt store, đặt mọi thứ ở Việt Nam, đóng thuế luôn của cho Việt Nam, hàng chính ngạch full VAT là như vậy đó. Hai cái đó khác nhau thì sách tay thì chắc chắn là rẻ hơn, chuẩn là chính hãng nha, vẫn là chính hãng nha. Nhưng mà một số sản phẩm bên mình vẫn có bàn làm sách tay, ví dụ có deal mình mới làm thôi chứ bình thường mình không có lụm đâu, có deal mình mới làm. Ví dụ như on day 6 mà deal xuống tốt tốt 3 triệu mấy mình lụm mình về mình bán thôi đó, kiếm tiền mà các bạn đó. Rồi ok, đó là về tiếp ích về thông tin ha. Rồi ok, các bạn còn thắc mắc hỏi gì nữa không nè? Caramel tomorrow. Anh Anh dậy dậy hả? Con ngủ nữa tới nơi rồi. Ủa đâu rồi? Ủa đâu rồi bay rác hả? Bay rác hả? Đâu cơ? Ừ đâu, tiếp tiếp cái gì nữa nãy nói là kêu là còn hỏi gì nữa đúng không? Hỏi nhiều quá tao buồn ngủ quá, biết sao tao phải trốn đi ngủ nè. Giờ đang đâu kể đây rồi, tiếp tục cần cái gì nè, hỏi nữa không? Gộp lại bài với lại Aura 4 thì mình nên chọn con nào anh, giữa một con loa có? Thật sự giữa hai cái sản phẩm loa đó thì thường như là nó không có gì nó gọi quá khác biệt. Tại sao không quá khác biệt? Thứ nhất là con Aura 4 với Aura 3 đều có củ bass nằm dưới đấy, và cái công suất nó cũng xem. Và như hồi nãy bạn đã nói là cái câu hỏi là con Goplay 3 có pin và con kia không pin. Rồi, thì rất là khó để mà lựa chọn, và đặc biệt cái giá hiện tại là Goplay 3 nó mắc hơn khoảng tầm có mấy trăm thôi. Aura 4 thì nó sẽ rẻ hơn xíu. Thì chúng ta sẽ rất là cân nhắc để khi chúng ta lựa chọn hai sản phẩm đó. Rồi, chúng ta dựa vào đâu? Thì đầu tiên á, về nhu cầu. Thứ nhất là Goplay 3 là mẫu loa mới sau con Aura 4. Cái nhất, cái hai nữa là con Goplay 3 các bạn nhớ một điều. Sử dụng 5 loa bass mid jack đầy đủ, đó là thuộc hệ loa 3-way. Còn Aura là âm thanh 360 hay là âm thanh trước sau gì đó, nó không có loa mid jack đầy đủ. Nên cái việc mà lựa chọn cái loa mà đa dạng nghe tốt, nghe nó đầy đặn hơn, nó sắc màu hơn, kiểu như các bạn coi phim 4K với coi phim 720p vậy đó, thì con Goplay 3 là 4K, còn Aura 4 là 720p. Đó, tại sao mình nói vậy? Thì các bạn phải nghe nhiều loại nhạc như của Vũ nè, Anh Tuấn nè, Acoustic nè, Bass nè, tất cả mọi thứ, thì Goplay 3 còn đáp ứng được một cái gì đó hài hòa hơn so với Aura 4. Aura 4 thì nghe Bass thì không nói rồi, cái đó không nói nha. Còn mà nghe nhiều loại khác thì chắc chắn thì đã bằng con Goplay 3 đâu. Thì theo cái quan điểm cá nhân của mình là như vậy. Còn các bạn thì sao thì mình không có rõ lắm, nhưng mà đối với mình thì mình sẽ chọn Goplay 3. Thứ nhất là có pin mình sắp đi chơi được, nó sẽ đa tiện, nó sẽ tiện lợi hơn. À, mình không nhất thiết phải bỏ một chỗ. Và cái đặc biệt nữa là con Aura 4 mình dùng mình phải giữ kỹ cái mica, nó rất là dễ bị chảy xước. Nên là các bạn xài các bạn cũng phải vệ sinh, các bạn giữ kỹ cái nào đi nữa, mica xước là xước, bụi dính lên lau quét, lấy tay quẹt cao thôi cũng xước rồi. Rồi ok, đó là hai sản phẩm đó nha các bạn. Thôi mình đừng có hỏi nữa, bây giờ mình sẽ kết thúc ở đây luôn đi, 4 câu hỏi rồi. Thì hôm nay tao giao hàng cũng hơi mệt, thì mình trả lời như đó cho các bạn xem nó coi có hợp lý hay không. Thì các bạn nào thấy xem ok thì mình có thể làm những video sau. Ok, thì con Aura 4 nó ấy lộn kết thúc ở đây. Thì trong cái tập sau, tuần sau thì mình sẽ có thể làm một cái gì đó nó lạ hơn về kênh Vuhan nha các bạn. Cảm ơn đã xem video, thấy hay hãy like, subscribe mình nha.